phải là bị ung thư buồng trứng giai đoạn 2, đã cắt hết buồng trứng thì cần sử dụng những cây thuốc gì để tế bào ung thư không phát triển thêm ạ? À? Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, bạn đã phẫu thuật cắt buồng trứng thì bạn nên sử dụng một số cây thuốc nam có tác dụng phòng ngừa ung thư, ngăn ngừa sự phát triển của khối u, và những vị thuốc này thì cần phải có khả năng là chống oxy hóa cao, khả năng tăng sức đề kháng và khả năng kháng lại tế bào ung thư. Những vị thuốc nam đó là cây sả đen, cây bồ công anh, cây an xoa và nấm liêm xanh nếu có. Bạn đun uống thay nước hàng ngày, bạn có thể uống thay nước lọc thì sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Bạn hãy liên hệ với nhà thuốc Đức Thịnh thông qua số hotline 0972 409 268 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.